Với số lượng ô tô nhập khẩu và lắp ráp cùng với lượng tiêu thụ ô tô tăng nhanh tại Việt Nam, trong những năm gần đây, ngành cơ khí ô tô luôn có sức nóng trong việc cung cấp những kỹ sư giỏi với tay nghề cao. Do đó, hướng tới một tương lai mà Việt Nam sản xuất đại trà ô tô là một trong những mục tiêu mà thầy trò bộ môn cơ khí ô tô, Trường Đại học Giao thông Vận tải luôn cố gắng đạt được. Trong 50 năm qua, bộ môn cơ khí ô tô, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của ngành giao thông vận tải Việt Nam. Gần đây nhất, những giảng viên, kỹ sư trưởng thành từ đây đã tham gia điều tra nguyên nhân của hàng loạt các vụ cháy xe gây hoang mang dư luận. Từ việc tham gia quá trình tìm nguyên nhân vụ tai nạn xe khách giường nằm khiến 12 người chết tại Lào Cai hôm 1 tháng 9 năm 2014, các kỹ sư và giảng viên đã đề xuất những kiến nghị điều chỉnh kết cấu loại xe khách giường nằm nhằm nâng cao sự an toàn của loại xe này. Với nhu cầu ngày càng lớn của thị trường ô tô thì việc đào tạo những kỹ sư giỏi, tay nghề càng trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập bộ môn cơ khí ô tô thì hàng trăm nghìn thầy và trò bộ môn qua các thời kỳ đã bày tỏ quyết tâm phấn đấu hướng tới một tương lai Việt Nam có thể sản xuất đại trà ô tô với giá thành phù hợp với túi tiền của người Việt.